tim là không có bằng gì đâu chị. Linh cái mới rồi trình Nguyễn Vĩnh Kim à, trong gì cũ có không. Ồ, ông sinh 1500 cách đây mình 400 năm rồi. Nhiệm vụ học sinh đó là Nguyễn Văn Định học Nguyễn Vĩnh Kim nó cho hỏi tao chờ Nguyễn Kim không.